Sau đây là phần thông tin chi tiết thưa quý vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nguồn nước về các nhà máy thủy điện được dự báo là sẽ yếu hơn và tình trạng thiếu than cho sản xuất điện cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, qua tính toán, Bộ Công Thương khẳng định là sẽ không thiếu điện trong năm 2019. Tuần qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã gửi báo cáo lên chính phủ về khả năng phải cắt điện ngay từ năm 2019. Theo tính toán của EVN, các năm 2019 đến 2020, việc cung ứng điện chỉ có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu khi ngành huy động thêm nhiệt điện dầu tương ứng gần 4,4 tỷ kWh trong năm 2019 và 5,2 tỷ kWh trong năm 2020. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương khẳng định sang năm sẽ không thiếu điện. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018, đại diện Bộ Công Thương cho hay, để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng năm 2019, ngay từ tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã làm việc với EVN xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho năm 2019. Trong kế hoạch này, Bộ Công Thương tính toán 4 kịch bản và qua tính toán cả 4 kịch bản cho thấy, trong năm 2019, hệ thống đều đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh, nhu cầu của người dân để đảm bảo cung ứng điện, lãnh đạo EVN cho biết, tập đoàn đang kiến nghị chính phủ để nhanh các dự án điện chậm tiến độ bằng cơ chế đặc biệt. Cùng với đó thì EVN khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời phân tán và dự án điện mặt trời tại các khu vực khả thi về đầu nối.